Bác nào mà bỏ qua cái mã sản phẩm này thì thôi tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Hôm nay em sale cho các bác cái lô máy hàn ken mắc nha, hà công ty hàng chính hãng. Đây, với cái con máy thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn như thế này nha. Con máy này thì sẽ có model là ARC200F. Đây các bác nhìn cho em này. Đó, ở đây thì nó là hàng công ty hàng chính hãng nhá. Đấy các bác nhìn cho em, nó có những cái khe hở ở đây này. Các bác nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất trong máy chưa? Đây, những cái sợi đồng của nó rất chi là to luôn. Hàng công ty hàng chính hãng, bảo hành cho các bác làm công trình thoải mái luôn nhá. Nếu mà anh em làm thợ ấy, anh em cần một cái con máy hàn mà nhỏ gọn này, nhẹ nhàng này, đeo được lên vai để làm việc ở trên cao thì anh em có thể lựa chọn cho em cái con máy hàn Kenmax này. Cái con này thì nó sẽ có thiết kế cái chiều dài là 20cm nha, chiều cao 15cm và chiều rộng thì là 10cm. Nó có một cái quai sách như thế này đi theo cho anh em này. Đây, và phía sau thì nó còn có công tắc tắt mở và có quạt nằm mát như thế này. Với cái con máy hàn này thì nó sẽ thiết kế đi theo là dây hàn, kìm hàn, kẹp mát là sẽ đầy đủ như thế này cho em nha. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 899.000 đồng. 899.000 đồng để sở hữu được một con máy hàn, hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Một cái mức giá siêu siêu hấp dẫn để dành tặng cho những anh em nào mình đang trực tiếp theo dõi được cái video clip này. Đấy, đặt hàng thì anh em hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Đấy, hai đầu số điện thoại trên màn hình hoặc là cái phần tiêu đề, mình có thể liên hệ, mình alo hoặc là nhắn tin để mình có thể lên đơn hàng thành công. Và nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm. Chốt đơn gọi cho em là máy hàn Kenmax nha. Đấy, phụ kiện thì đi theo rất chi là đầy đủ như thế này. Hàng công ty, hàng chính hãng, anh em mình được dùng thoải mái, là được bảo hành trên toàn quốc tới 1 năm. Đấy, bảo hành rất chi là dài hạn. Và cái sản phẩm này cứ bao xài cho tất cả anh em nha. Cứ hàn que 2 ly rưỡi là từ sáng đến tối. Còn que 3 ly 2 là mình có thể chấm tỉa được 1, 2, 3 que, mình vẫn cứ hàn ok. Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng mà giá rẻ nha. Số lượng là hôm nay là số lượng có hạn, nên là anh em nào chốt đơn thì mình chỉ cần nhanh tay là sẽ có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này. Hàng siêu siêu xịn sò, hôm nay có cái chương trình sale giá siêu rẻ cho tất cả anh em mình. Đây là cái thước rút tự hãm 7,5m anh em ơi. Cái thước rút này nó sẽ có thiết kế này, màu trắng rất chi là đẹp luôn. Đấy, nó pha thêm ít màu xanh này nữa. Thước này nó sẽ là hàng 7,5m và nó sẽ là thước rút tự hãm, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn nha. Bao xài cho tất cả anh em thợ công trình. Và cái sản phẩm này em đã gửi tới tay rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã mua 1-2 cái mua thử nha, là các bác lúc nào cũng phải quay lại mua thêm 5-7-10 cái nếu như mà các bác có nhiều thợ. Đấy, bởi vì là khi mà các bác nhận hàng, các bác chỉ cần cầm cái thước lên, các bác cảm thấy nó cực kỳ là ưng ý. Mà hôm nay với mức giá thì rất chi là rẻ luôn, mức giá chỉ có 50.000 đồng thôi. 50.000 đồng để sở hữu cái thước rút tự hãm 7,5m như này. Đây, để em sẽ mở cho các bác mình xem nha. Đây, cái thước này nó sẽ là hàng tự hãm như này, và các bác nhìn cho em này, nó sẽ là hàng có lỗ ban nhá. Đây, hàng có lỗ ban luôn các bác ạ. Đấy, cái thước này thì nó có loại có lỗ ban và không có lỗ ban. Tuy nhiên là cái mức giá nhá, đáng lẽ ra là cái thước tự hãm có lỗ ban này em sẽ phải bán giá cao hơn, nhưng mà em vẫn cứ gửi tặng các bác bằng cái loại thước không có lỗ ban thôi. Đấy, và chốt thì các bác nhớ gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, nhưng mà nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban. Đấy, để nhân viên thì em sẽ biết là cái mã này để gửi cho các bác đúng cái mã này, nó sẽ có lỗ ban, các bác xài là ok nha. Đấy, cái thước này thì các bác nhìn cho em này, nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Đấy, các bác kéo ra như này cho em. Đấy, kéo ra như này. Đấy, kéo rất chi là dài nhưng mà thước vẫn không hề bị gập. Đấy, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Xịn sò con bò như thế này mà ngày hôm nay với mức giá có 50.000. Đấy, các bác lắp lại như này nha. Đó, rất chi là xịn sò, đẹp và chắc chắn lắm. Ngày hôm nay là có cái chương trình sale, hôm nay thì em quyết định mang cái mã sản phẩm này ra, có cái chương trình sale tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác. Nên là bác nào mình đang có nhu cầu quan tâm cái thước này thì mình hãy nhanh tay lên đơn đặt hàng sớm. Các bác gọi cho em là thước rút tự hãm 7,5m, loại màu trắng có lỗ ban. Các bác nhớ gọi cho em là loại màu trắng có lỗ ban nha. Với mức giá chỉ có 50.000 thôi. Và đặc biệt, bác nào mà có cái đơn hàng 10 thước này thì sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn nếu như mà các bác mua 1 cái, 2 cái thì mình có thể tham khảo, mình ghép chung đơn, đi chung đơn để không bị mất thêm phí ship hàng các bác nha. Hôm nay là bên em mới về được một cái thùng bộ mũi khoan tháp này để em gửi tặng các bác nha. Với cái bộ mũi khoan tháp gió này các bác nhìn cho em rất là xịn sò luôn này. Đấy các bác này. Đấy, cái hộp của nó đã rất chi là ok nha. Hộp rất là xịn luôn các bác ạ. Đấy, nguyên hộp nó như này này các bác này. Nguyên hộp như này cho em nha. Các bác nhận về nó sẽ có nguyên hộp như này, để khi mà các bác sử dụng xong là mình sẽ bảo quản ở trong này. Đấy, mở ra thì đây sẽ là một cái combo bộ mũi khoan tháp này, xịn sò chưa các bác. Đấy, cái mũi này nó sẽ có 5 mũi nhá. Nó sẽ có 5 mũi khoan tháp cho các bác này. Đây các bác nhìn cho em này, cái thông số đây nhá. Đây là cái thông số của mũi khoan này.
Đó, cái sản phẩm này thì đang là một cái sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường, và cái đợt này em nói chung là hàng nó không có đâu các bác. Đấy, em lấy được có mỗi một thùng thôi, một thùng này nó có khoảng tầm độ 20-30 bộ. Đấy, 20-30 bộ nha. Bác nào mà ngày hôm nay mà mình nhanh tay thì là mình sẽ có cơ hội để chốt được cái mã sản phẩm này. Cái đợt này bên em có rất là nhiều những cái chương trình sale hàng giá rẻ, cho nên mà khi mà các bác theo được dõi được cái video này này thì mình hãy nhanh tay bấm nút đăng ký kênh đi và bật chuông thông báo lên, để khi nào mà có sản phẩm mới về em cập nhật lên thì là các bác sẽ nhận được thông báo sớm. Mình sẽ vào xem sớm thì sẽ có cơ hội để mua được những cái hàng giá hời và hàng chất lượng như thế này. Và hôm nay thì với một cái bộ mũi khoan tháp xịn sò con bò như thế này mà em bán tặng các bác giá nó rất chi là rẻ luôn nha, chỉ có 170 ngàn thôi. 170 ngàn nguyên hộp như này. Bình thường các bác ra ngoài thị trường nha, một cái mũi khoan tháp lẻ như này các bác mua là cũng phải tầm 120 đến 150 rồi. Ngày hôm nay 170 ngàn để nhận được một cái bộ nguyên một combo xịn sò như này. Đấy, nó có một cái hộp bảo quản như này rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, cái này thì sẽ bao xài cho tất cả các bác thợ nha. Cái này mà các bác mua làm quà tặng thì cũng rất chi là tuyệt vời luôn này các bác này. Đấy, nhìn cái hộp nó đẹp nhỉ. Hộp rất chi là đẹp xịn sò lắm các bác, làm gia đình hay là làm anh em thợ thuyền vẫn cứ ok luôn cho em nha. Đấy, hôm nay mà chốt cái mã sản phẩm này thì các bác nhớ lên đơn gọi cho em đúng cú pháp này. Lên đơn gọi cho em đúng cú pháp mã sản phẩm cho em là bộ mũi khoan tháp 5 món loại hộp nhôm. Đấy, các bác nhớ gọi cho em là loại hộp nhôm, bởi vì là hôm trước là em có giới thiệu các bác cái loại hộp nhựa. Đấy, cái loại hộp nhựa thì nó sẽ rẻ hơn cái này là cái hộp nhôm nha các bác. Hộp nhôm, hộp nhựa nó có 6 món, nhưng cái hộp nhôm này thì nó sẽ có 5 món. Đấy, hộp nhôm là sẽ có 5 món nhá, nguyên một combo. Nguyên một combo như này em quay thật chi tiết để cho các bác có thể nhìn cận cảnh luôn. Đấy, đây là cái bộ mũi khoan tháp gió các bác ạ. Đấy, các bác lên đơn cho em là bộ mũi khoan tháp 5 món loại hộp nhôm cho em, loại hộp nhôm. Đấy, em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bác cái chất liệu của cái sản phẩm này. Đây, quá là đẹp xịn sò con bò như thế này các bác ơi. Hàng rất chi là xịn sò luôn các bác nha. Hôm nay thì mua được cái hàng giá rẻ, hàng tri ân, hàng tương tác cho các bác, nên là bác nào chốt cái mã sản phẩm này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công các bác nha. Hôm nay thì em sẽ sell cho các bác nhà mình hai cái mã máy bắn cốt hàng 5 tia xanh. Đấy, nó sẽ có mã model là PA300 và bên này sẽ là model là PA200 các bác nha. Hai mã, hai model cùng công ty, cùng chất lượng, nhưng mà ngày hôm nay em sell cho các bác đồng giá nhau. Đấy, và các bác nhìn xem này, mỗi một bộ sản phẩm này nhá thì nó sẽ bao gồm này có máy và kèm theo là hai quả pin. Pin của nó sẽ là pin trâu như thế này. Bình thường ngoài thị trường các bác mua nó chỉ theo một pin thôi, nhưng mà bên em sẽ gửi các bác cái đợt này, cái này nó sẽ có hai pin. Đấy, tức là theo hai quả pin và có cả một cái sạc như này nhá, có kính này. Đấy, và có hộp đựng máy như này. Cái hộp của nó sẽ thiết kế là hàng hộp nhựa. Và mỗi một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ được tặng kèm thêm là một cái chân 1m2 đi kèm. Đấy, nó là hàng 5 tia xanh nhá. Để em sẽ bật tia cho các bác này. Em sẽ bật tia cho các bác xem và cảm nhận. Cái tia của nó rất chi là led luôn. Tia rất là led và cái nút ấn của nó nút ấn cảm ứng luôn nhá. Cái mã này là mã 300 nha các bác. Đây, mã 300. Cái model của nó là PA300 này các bác nhìn này. Đấy, các bác đặt thì gọi tắt cho em là máy 5 tia xanh loại 300. Đấy, loại 300 nó không phải là 300 nghìn mà nó là cái model nhá, model máy. Và giá của nó là 700 nghìn nha các bác. Giá là 700 nghìn, 700 nghìn thôi. Nhưng mà các bác sẽ được hỗ trợ bao ship. Đấy, giá rất là hời, 700 nghìn để có thể sở hữu được một con máy 5 tia xanh hàng sáng led đẹp như thế này. Bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Và em sẽ tặng cho mỗi bộ máy bu lông pin của Himoki nha. Cái mã này siêu nhiều đồ luôn các bác ạ. Cái mã này sẽ có lực siết là 450 Newton. Và các bác nhìn cho em này. Đấy, một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm có một thân máy, hai pin và một sạc như này. Sạc của nó sẽ là sạc bàn nhá, sạc bàn. Và pin sẽ là chân pin thông dụng như thế này. Hai quả pin châu 10 cell đi kèm cho các bác luôn. Đấy, cái mẫu máy này rất là đẹp và chắc chắn luôn. Hàng chính hãng của Himoki. Đây nha các bác nha, hàng logo dập nổi này, hàng chính hãng nên là các bác dùng cứ yên tâm về chất lượng. Máy này thì nó sẽ thiết kế là máy không chổi than. Đây, con này nó sẽ có điều tốc này. Đây các bác điều tốc cho em ở cái phía này nha. Đây, sẽ điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm cho các bác nha. Rất chi là êm luôn. Và cái đầu máy thì sẽ là đầu bu lông 1/2 và đầu rỗng như thế này. Đấy, có đèn led, cái đèn led của nó cực kỳ là sáng luôn. Máy thì sẽ là dòng máy đa năng, các bác vừa có thể ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít, thậm chí là khoan tường được. Và các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật của máy nhá. Đây, lực siết lên tới là 450 Newton, rất chi là mạnh luôn. Hàng máy không chổi than, bao xài cho tất cả nhà thợ công trình. Đấy, cái con máy này thì nó sẽ có nguyên hộp như này. Thường là máy Himoki thì nó sẽ không thiết kế hộp đựng đâu, nó chỉ có túi đựng máy thôi. Đây là có cái túi đựng máy như thế này. Nhưng mà riêng cái mã bu lông của 450 Newton này này là các bác sẽ có thiết kế có hộp đựng máy luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, nguyên hộp như thế này nhá.
Và cái hộp của nó này, hàng chính hãng, logo dập nổi Himoki hết luôn. Đấy, và nhìn cho em này, cái thương hiệu của Himoki nhé, đó là hàng công ty, hàng chính hãng. Và cái thương hiệu này thì mới ra mắt thị trường và đang được đông đảo khách hàng tin dùng sử dụng. Cái chất lượng của nó khá là ok. Đấy, chất lượng rất rất là ok và với cái mức giá hợp lý các bạn. Đấy, hôm nay mà các bác có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình để có thể đặt hàng nhá. Và chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là bút lông Himoki mã 450 luton, loại nhiều đồ. Đấy, các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm để nhân viên nhà em sẽ biết là các bác đang chốt đơn cái mã sản phẩm này để sẽ gửi hàng trên toàn quốc cho các bác. Đấy, khi mà đặt hàng bên trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước nha. Cứ có địa chỉ, có số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Hàng đến nơi các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đây sẽ là một cái bộ máy bu lông pin mà cam kết hàng chính hãng và với mức giá ngon bổ rẻ nhất để phục vụ cho những anh em nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video ngày hôm nay nha. Hôm nay em xả kho cho các bác toàn bộ cái lô thân máy mài pin của Kutan, hàng chính hãng các bác ơi. Hàng công ty, hàng chính hãng nên là các bác xài thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng nha. Ngày hôm nay thì các bác sẽ mua được hàng chính hãng mà mức giá thì thật sự luôn là nó còn rẻ hơn cả những cái con máy hàng nhái mà khi mà các bác mua ngoài thị trường ấy. Với cái thân máy mài pin này này, nó sẽ thiết kế là hàng chân pin thông dụng nha. Chân pin hai cạnh và khoảng cách nhau 4 phân. Máy sẽ là máy không chổi than, cực đẹp luôn. Hàng logo dập lửa của Kutan này các bác này. Đây, máy này thì sẽ là máy một tấc các bác nha. Dài hàng công tắc bóp này. Đấy, cái thông số kỹ thuật của máy này. Đấy, các bác quan sát kỹ cho em này. Máy sẽ là máy một tấc các bác ạ. À, và cái thân máy này thì ngày hôm nay các bác sẽ được tặng kèm thêm phụ kiện này. Tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ nữa là đầy đủ như này cho em nha. Thân máy đây là chưa kèm theo pin và sạc đâu. Nhưng mà hôm nay các bác sẽ mua được một cái mức giá cực hời, giá cực sốc, giá rẻ nhất từ trước đến nay, không đâu rẻ bằng. Chỉ với 399.000 đồng thôi. Đấy, đây là một cái mã sản phẩm em tri ân bán tặng tương tác với tất cả các bác khách hàng. Nên là bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Các bác nhớ liên hệ, nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm nhé. Lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin của Kutan với mức giá 399.000. Và cái thân máy này thì các bác lưu ý cho em này, nó sẽ thiết kế là hàn chân pin thông dụng. Lên ở nhà bác nào có những cái quả pin chân pin như này. Đây, các bác có pin 10 cell, 15 cell, dòng chân pin như này và những cái sạc như này nữa. Sạc bàn hoặc là sạc Abato nhá. Các bác có pin và sạc ở nhà rồi, mình sẽ mua những cái thân máy này và xài tận dụng những cái quả pin sẵn có ở nhà. Còn nếu trong trường hợp bác nào chưa có pin và chưa có sạc thì cũng có thể liên hệ trực tiếp bên em để mình mua thêm pin và sạc nhá. Cái thân máy này em đang lắp vào quả pin 15 cell của Huka này, em sẽ thử cho bác nghe này. Đấy, máy xài cực kỳ là êm luôn. Và ở đây nha, các bác sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ luôn ạ. Điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm ở đây này. Đấy. Cái phần máy thì nó còn có cái đây này. Nó có cái phần cao su này, đệm nốt cao su ở đây để khi mà các bác làm nó sẽ có cái độ chống trơn trượt. Khi mà các bác làm tay các bác bị đổ mồ hôi cũng vẫn rất là ok nha. Đó, hôm nay với mức giá rẻ mà để các bác mua được hàng chất lượng và hàng chính hãng, các bác hãy nhanh tay lên đơn đặt hàng cho em là thân máy mài pin của Kutan với mức giá 399.000 đồng trên một thân máy, tặng kèm các bác thêm phụ kiện tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi nha. Hôm nay em giới thiệu các bác đây là cái mẫu máy hút bụi của Toboki, hàng chính hãng các bác nha. Cái mẫu này thì nó sẽ có là cái mẫu 25 lít nha. Bên em sẽ gửi tới các bác cái mẫu 25 lít. Và đây các bác nhìn xem cái thông số kỹ thuật này. Đấy, thông số kỹ thuật này, kích thước này, trọng lượng này, công suất này. Đấy, cái này thì các bác xài điện trực tiếp 220V cho em nhé. Đấy, cái thông số kỹ thuật trên cái bao bì kia các bác làm rõ giúp cho em này. Đấy, cái sản phẩm thì cái mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này. Hàng chính hãng của Toboki nhá. Nếu như mà các bác mà làm gia đình này hay là làm nhà hàng khách sạn thì là các bác lên sắm một cái mã sản phẩm này. Đấy, nó rất chi là tiện lợi luôn. Hàng chính hãng của Toboki 100% là hàng dây đồng ruột dài như này cho em các bác nha. Đấy, hàng của Japan này, rất là đẹp và chắc chắn xịn sò lắm các bác ạ. Loại 25 lít. Đấy, phụ kiện đi theo thì các bác sẽ có đầy đủ những cái sản phẩm như thế này. Đấy, có những cái chổi hút này. Đấy, chổi hút to nhỏ này, có lối dài này và có một cái ống hút như thế này các bác nha. Đấy, đây, rất là xịn sò luôn. Và hôm nay thì em sẽ bán tặng cho tất cả các bác một cái máy hút bụi hàng chính hãng của Toboki. Cái này thì nó sẽ là cái dòng 25 lít nha. Nó sẽ có cái kích thước vừa phải, nó không to quá mà cũng không nhỏ quá, phù hợp với mọi người, với mọi nhà. Và hôm nay thì các bác mua được cái giá rẻ. Đấy, chỉ có giá là 1.600.000 đồng thôi. Mức giá rất chi là hời.
Bác nào mình quan tâm cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em, chốt đơn gọi cho em là máy hút bụi Toboki loại 25 lít. Đấy, loại 25 lít. Em quay cho các bác lại một lần nữa về cái thông số kỹ thuật này. Đấy. Các bác nhìn này, trọng lượng này 8,3 kg là cả bao bì nhá, còn nguyên máy thì sẽ là 7,8 kg. Kích thước là 39 x 39 x 51 cm. Đấy, loại này sẽ là cái dòng 25 lít. Kích thước rất chi là vừa phải, hợp lý để cho các bác nhà mình làm nhà hàng khách sạn. Lên đơn thì các bác gọi cho em là máy hút bụi Toboki nha, với mức giá là 1.600.000. Đấy, và đặc biệt này, ngày hôm nay thì bên em còn một ít cái mũ hàn như thế này. Cái mũ hàn điện tử này, đấy, sẽ bảo vệ cho các bác từ đôi mắt cho đến da mặt an toàn tuyệt đối 100% luôn khi mà các bác sử dụng máy hàn. Các bác lên đơn cho em là mũ hàn nhá, mũ hàn điện tử sẽ được tặng kèm thêm một cái quai đeo như thế này. Đấy, cái này thì nó sẽ có nút chỉnh nhá, có nút chỉnh ở bên trong này này các bác này. Giá chỉ có 350.000 thôi. Các bác chốt đơn thì gọi cho em là mũ hàn điện tử các bác nha. Đấy, hàng rất chi là xịn sò luôn. Giá 350.000 đồng. Em miễn phí ship về tận nhà các bác luôn. Nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Còn đèn pin đeo đầu thì cái đợt này em còn mấy cái nữa thì em sẽ bán tặng luôn cho các bác nha. Giá là 150.000 một đèn. 150.000 một đèn nha các bác. Lên đơn cho em là đèn đeo đầu. Em còn loại ánh sáng vàng nha. Loại ánh sáng vàng. Giá 150.000 trên một đèn cho em này. Bên này thì sẽ là cái bộ dao đen này. Cái bộ dao đen một combo 6 món như này, giá sẽ là 120.000. Đấy, có 4 dao này, một kéo này, đấy, một lạo rau củ quả này. Cái hàng dao này sẽ là chất liệu thép đen nha, hàng thép đen, hàng Japan rất là xịn sò. Giá 120.000. Chốt đơn cái mã này gọi cho em là bộ dao đen, giá 120.000. Còn bên này sẽ là bộ dao trắng nha. Bộ dao trắng thì nó cũng là combo 6 món. Các bác sẽ có 3 dao này, một dao lạo rau củ quả này, một dao thái này, một dao chặt này, một cái rũa này, có cả một cái kéo và một cái kệ để dao như này. Giá của bộ dao trắng thì sẽ là 250.000 miễn ship. Cái dao này là hàng Japan nhá, chất liệu của nó là hàng thép trắng. Đấy, mỗi gia đình mình lên có một cái bộ dao bếp như này để trong cái tủ bếp, dài rất chi là tiện lợi luôn, xịn sò mà lại giá rẻ. Đấy, siêu sắc bén luôn các bác nha. Còn bác làm mà có nhu cầu lõi lọc nước nha, các bác chốt đơn cho em này. Đây, lõi lọc nước em có bộ đa lăng này, bộ 1, 2, 3, tức là 3 quả lõi lọc nước đa lăng mà giá chỉ có 100.000. 100.000 miễn phí ship cho các bác bộ 3 quả lõi lọc nước số 1, số 2 và số 3. Còn cái số 4 này thì sẽ có giá là 200.000. Khi mà các bác đi bộ 4 quả thì sẽ là 280.000. Đấy, còn cao cấp hơn là các bác lấy bộ lõi lọc nước 1, 2, 3 của bên Aqua thì sẽ là 150.000. Aqua mà các bác đi bộ 4 quả luôn thì sẽ là 330.000. Lõi lọc nước đa lăng nha. Các bác sẽ lắp vừa được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi, các bác vẫn cứ lắp vừa. Đấy, các bác có thể mua về để mình tự thay thế, rất chi là dễ làm luôn. Còn những cái thước rút tự hãm như thế này này, thước rút tự hãm thì sẽ có giá 50.000. Thước này sẽ là thước 7,5m các bác nha. Thước 7,5m cho em. Em sẽ có loại thước màu đen hình tròn như này, màu đen, màu tím này, hoặc là màu trắng này. Đấy. Các bác mà muốn chọn màu thì báo bên em nhé. Các bác mà muốn chọn màu thì báo bên em, còn nếu không thì em sẽ gửi bất kỳ. Những cái thước này thì nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Giá tặng các bác là 70.000. 70.000 trên một thước. Còn cái cưa gấp này này, cưa gấp 26 cm này, rất là xịn sò, siêu sắc bén. Em bán tặng các bác giá 70.000 đồng. Lên đơn cho em là cưa gấp nha. Giá chỉ có 70.000 đồng. Cái đợt này thì bên em về được một ít mẫu dao kéo bếp các bác nha. Đấy, một cái con dao kéo bếp cực kỳ là xịn sò như thế này. Đây, một con dao chặt nha các bác. Rất là xịn sò, đẹp và chắc chắn luôn, các bác nhìn giúp em này. Siêu sắc bén luôn. Hôm nay thì em sẽ bán tặng cho tất cả các bác nhà mình. Con dao này thì nó sẽ là hàng cán gỗ nha các bác nha. Đấy, hàng cán gỗ như này cho em này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 150.000 đồng thôi. 150.000 đồng nhá. Bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship về tận cửa nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò, đẹp và chắc chắn mà mấy mức giá rẻ. Đấy, cái này nó sẽ có một cái móc treo này cho các bác này. Đấy, cái này các bác chốt thì gọi cho em là dao bếp cán gỗ nhá. Dao bếp cán gỗ. Với mức giá chỉ có 150.000 thôi. Số lượng bên em nó có khoảng tầm độ hơn chục chiếc nha. Có khoảng tầm độ hơn chục chiếc. Bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được video thì mình có thể nhanh tay mình liên hệ trực tiếp để đặt hàng sớm để có đơn hàng.
Đấy, hàng giảm giá cho các bác đấy. Cái này là hàng giảm giá ngoài thị trường, thì với một con dao bếp này các bác mua với mức giá rất là cao tiền nhá. Ngày hôm nay thì bên bán tặng cho nên là các bác nhanh tay. Đấy, lên đơn cứ gọi cho em là dao bếp cán gỗ với mức giá là 150.000 đồng trên một con. À, và hôm nay thì em sẽ review các bác này một số những cái mã máy cắt sắt này, máy cắt nhôm này. Đấy, những cái máy này thì các bác xài điện trực tiếp 220V nhá. Các bác tham khảo cho em cái con máy cắt nhôm của Romalo. Đây, máy cắt nhôm của Romalo thì sẽ có này, sử dụng lưỡi 25 năm nhá. Các bác xem cho em này, cái phần thông số kỹ thuật đây. Đấy, cái này là thông số kỹ thuật của máy này. Lên đơn cho em là máy cắt nhôm Romalo với mức giá 1.550.000. Con này sẽ có công suất là 1.750W nha. Các bác xài điện trực tiếp 220V. Đây, cái này nó sẽ sử dụng lưỡi 25 năm này. Các bác nhìn chi tiết cho em này. Đấy, nhìn chi tiết cho em cận cảnh cái mẫu máy nhá. Cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đây, máy màu xanh rất là đẹp nhá. Các bác chốt thì lên đơn gọi cho em là máy cắt nhôm Romalo với mức giá chỉ có 1.550.000. Các bác có thể tham khảo những cái máy cắt nhôm này hoặc là máy cắt sắt này. Đây, bên này em có cái máy cắt sắt bàn của Hukan. Máy cắt sắt bàn của Hukan sử dụng lưỡi 355. Hukan thì là công ty hàng chính hãng nên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng nhá. Các bác chốt đơn gọi cho em là máy cắt sắt của Hukan với mức giá 1.600.000. Đây, em sẽ quay cho các bác cái thông số của máy này. Đây, Hukan là hàng công ty hàng chính hãng, được sản xuất theo công nghệ của Mỹ các bác nha. Đây, các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật này. Con này công suất lên tới là 2.400W nha. Cái bàn của nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn cho em. Chốt cái mã này các bác gọi cho em là máy cắt sắt của Hukan, máy cắt sắt bàn của Hukan, giá là 1.600.000 này. Và các bác tham khảo thêm cho em là cái mẫu máy cắt sắt bàn của hàng Amac, cái máy màu đỏ như này nhá. Hàng Amac thì em sẽ có hai model để cho các bác có thể tham khảo. Đây, hàng chính hãng, hàng công ty. Đầu tiên thì các bác tham khảo cho em cái mã này. Đây, cái mã này là AM355A. Cái này thì nó sẽ có model là A và B nhé. Đây các bác nhìn này, đây là chữ A này. Và bên này sẽ là chữ B này. Đây, có hai model nhá, chữ A và chữ B. Cái hình thức thì nó sẽ giống nhau nhá. Cái hình thức nó sẽ giống nhau. Đây, em sẽ quay cho các bác cái thông số của cái model chữ A này. Đây, thông số model chữ A của nó sẽ là 2.550W này. Đấy, còn bên này sẽ là thông số model cái chữ B này. Cái này thì nó sẽ là 2.750W nha. Đấy, công suất của cái con B này nó sẽ mạnh hơn đấy ạ. Công suất của con B nó sẽ mạnh hơn. Với cái con chữ A này này, con chữ A này sẽ có giá 1.550.000. Còn con chữ B thì sẽ có giá là 1.650.000 nhá. Hàng công suất mạnh hơn. Đấy, hình thức thì nó vẫn như nhau, nhưng mà các bác lấy cái con đắt tiền hơn thì công suất của nó sẽ mạnh hơn này. Rô của nó cũng dài hơn, to hơn, đồng nhiều hơn. Và đương nhiên là cái bàn cắt của nó cũng sẽ dày dặn, đẹp và chắc chắn hơn các bác nhá. Đấy, chốt đơn thì các bác cứ gọi cho em là máy cắt sắt của Amac, gọi cho em là model chữ A hoặc là chữ B nhá. Hình thức nó vẫn giống nhau lắm, nó chỉ khác nhau cái model thôi và khác nhau về cái công suất. Đấy, các bác chốt cái mã nào thì các bác hãy cứ liên hệ trực tiếp bên em nhá. Đặt hàng thì mình có thể liên hệ bằng cách alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin là sẽ có đơn nhá. Xả kho giảm giá sập sàn cho các bác nhà mình những cái bộ bàn chuyển của máy cắt các bác nha. Các bác sẽ sử dụng mình chuyển từ máy cắt cầm tay sang máy cắt bàn. Và nguyên một combo sản phẩm này thì nó sẽ có bao gồm những cái chi tiết như thế này các bác nha. Đây, nguyên hộp thì nó sẽ là như thế này. Nguyên hộp như này nha, các bác về lắp lại như hình ảnh như này cho em này. Và đây, một bộ phụ kiện thì nó sẽ đầy đủ như thế này. Các bác nhìn cho em này, cái bàn cắt của nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Cái bàn cắt này nó sẽ là cái bàn mili nhá. Đây, em sẽ đôi này để cho các bác có thể là áng được cái kích thước của nó này. Đấy, cái này nếu như mà ở nhà ấy, các bác có những cái con máy cắt cầm tay, các bác nhìn này, lắp lại giống như hình ảnh cho em. Đây, máy cắt cầm tay như này nhá. Máy cắt cầm tay này các bác sẽ lắp vào cái bộ bàn chuyển này để nó sẽ chuyển từ máy cắt cầm tay con chuột sang máy cắt bàn như thế này. Đấy, nó sẽ sang máy cắt sắt bàn như thế này nhá. Cắt thì mình nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ ok hơn. Và cái bộ bàn chuyển này thì hôm nay em sẽ có cái mức giá tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác. Với mức giá chỉ có 250.000 thôi nhá. 250.000 cho cái bộ bàn chuyển này. Nhưng mà các bác lưu ý cho em là cái bộ bàn chuyển này nó không kèm theo máy cắt đâu các bác nha. Ở nhà các bác có máy cắt cầm tay rồi, mình sẽ mua cái bộ bàn chuyển này về để mình đổi cái con máy cắt cầm tay đấy chuyển sang máy cắt sắt bàn nhá. Trường hợp bác nào mà chưa có máy cắt cầm tay, mình có thể liên hệ bên em cũng sẽ có rất là nhiều những cái phân khúc máy cắt cầm tay để cho các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn.
Đặc biệt hôm nay với cái bàn chuyển này thì cái giá nó rất chi là ưu đãi cho các bác. Những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình có thể nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Nhận hàng nguyên một combo, các bác sẽ có đầy đủ những cái phụ kiện bàn cắt như này. Đây, ốc vít là sẽ đầy đủ như thế này. Và các bác nhớ là mình lắp đặt lại cho em giống như cái hình ảnh ở trên những cái hướng dẫn sử dụng ngoài bao bì như này là mình sẽ có thể xài ok các bác nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác nhà mình một cái thân máy khoan pin hàng thương hiệu chính hãng của Hukan. Đây là mã thân máy Hukan 522. Và ngày hôm nay thì có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho tất cả các bác nhà mình. Với cái thân máy này nó sẽ thiết kế là hàng chân bi phổ thông các bác nha. Đây nó sẽ là hàng công ty, hàng chính hãng của Hukan. Nhưng mà đặc biệt thì ngày hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá rất là hời luôn. Hàng chính hãng mà hôm nay các bác sẽ mua được cái giá thật sự là nó sẽ rẻ hơn cả một cái mẫu máy hàng nhái so với ngoài thị trường luôn đấy ạ. Cái thân máy này nó sẽ là máy có 3 chức năng nhá. Đây, 3 chức năng này. Các bác tùy chỉnh cho em chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa ở trên đầu máy như này. Và sẽ điều chỉnh là được 20 cấp độ trượt, đầu kim loại 13 ly. Đấy, đầu kim loại 13 ly, đầu mang danh sắt có cái này là đầu mang danh sắt tự siết luôn. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Và cái con máy này nó sẽ sử dụng là motor chổi than 775 cực kỳ là mạnh luôn. Hàng chân bi phổ thông cho em nhá. Với một cái thân máy này thì hôm nay với mức giá chỉ có là 440.000 đồng thôi. 440.000 đồng thôi mà các bác sẽ nhận về được một cái thân máy gọi là siêu to khổng lồ như này luôn cho em. Và em quay cho các bác cái thông số kỹ thuật của máy này. Đây, đây là cái thông số kỹ thuật nhá. Lực siết của nó đây này, 60 Newton này. Cái này thì các bác nhìn cho em, cái mẫu máy này thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Hàng chân bi phổ thông như thế này. Và ấy, các bác sẽ lắp vào những cái quả bi chân bi thông dụng mà cái chân bi như này cho em nhá. Các bác có thể lắp những cái quả pin Makita, Hitachi, Daewoo hay là Detton, Hukan cũng được. Miễn là cái chân pin phổ thông, chân pin phổ thông nó là chân pin hai cạnh, khoảng cách nhau 4 phân như này này. Đây là có hai cạnh này các bác kéo cho em này. Từ cạnh này sang cạnh này nó sẽ cách nhau là 4 cm thì nó sẽ gọi là chân pin phổ thông, chân pin M21 các bác nha. Cho nên là các bác rất là dễ dàng có những cái quả pin sẵn có ở nhà rồi thì mình mua cái thân máy này về xài tận dụng những cái quả pin sẵn có ở nhà. Còn trong trường hợp nếu bác nào mình chưa có pin, chưa có sạc thì mình có thể liên hệ bên em. Mình mua những cái quả pin chân pin như này, mua những cái sạc, có thể mua sạc bàn hoặc là sạc amateur cũng được nha. Cứ pin 10 cell, 15 cell đều được. Chân pin phổ thông là các bác sẽ lắp vừa hết. Và đây em đang lắp vào cái quả pin 15 cell của Hukan đây này. Em sẽ thử máy cho các bác nghe này. Đây, cực kỳ là mạnh luôn nhá. Các bác sẽ điều chỉnh đây này, chế độ ở trên này. Các bác dùng cái chức năng nào các bác quay cái chức năng đó về cái chiều tam giác mũi tên này cho em. Đây ví dụ như em đang để chức năng này nó sẽ là hình cái vít này thì là các bác bắn vít này, khoan tường các bác xoay hình cái búa này về chiều mũi tên này nhá. Đấy, đây này. Đây cái chiều giữa này em vừa nói nhầm, cái chiều giữa là chiều mũi khoan. Đấy, còn bắn vít ở bên ngoài này nhá. Đấy, các bác nhìn theo cái biểu tượng này này, hình cái vít này, hình mũi khoan, hình cái búa. Đấy, các bác dùng cái chức năng nào là các bác xoay cái chức năng đó về cái chiều tam giác này và sẽ điều chỉnh được 20 cấp độ trượt để khi các bác sử dụng để mình bắn vít nha. Máy thì sẽ có đảo chiều luôn, có đảo chiều và có nút chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy như thế này. Đấy, có cả đèn led soi sáng cho các bác này, cực kỳ là mạnh luôn. Cái máy này thì em sẽ bao cho tất cả anh em mình làm công trình chiến. Đấy, hôm nay là trong kho của em nó còn khoảng tầm độ 2-3 thùng nữa. Nên là em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho các bác luôn ấy. Cái giá này thì thật sự bây giờ ra ngoài thị trường thì các bác sẽ không mua được. Nhưng mà ngày hôm nay do là bên em sót kho lẻ mẫu nó còn một ít, số lượng ít nó không đủ bán. Cho nên là em sẽ tri ân bán tặng cho tất cả các bác với mức giá chỉ có 440 ngàn một thân thôi. Các bác chốt đơn thì mình hãy nhanh tay nhá, liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Đặt hàng thì các bác gọi cho em là thân Hukan 522 với mức giá 440 ngàn đồng. Quá là rẻ luôn các bác. Hôm nay em lại lên tiếp cho các bác nhà mình một cái mã sản phẩm hàng ngon, bổ và rẻ các bác nha. Đây là máy khoan pin 12V các bác ạ. Và lâu lắm rồi hôm nay em mới về kho được một cái lô máy khoan pin 12V. Ngày hôm nay thì sẽ có cái mã sản phẩm này. Hàng cực kỳ là chất lượng và mức giá rẻ như cho, rẻ như tặng luôn các bác nha. Đây là máy khoan pin 12V của Kutan, hàng chính hãng luôn. Cái này thì nó sẽ thiết kế hộp giấy các bác nha. Mã này nó không có hộp nhựa. Đấy, nhưng mà giá rất chi là bèo bọt cho các bác nhà mình. Một bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 12V, chân pin tam giác như thế này cho em. Sạc thì sẽ là sạc amateur. Và đây sẽ là một con máy khoan pin 12V, có chức năng khoan và bắn vít các bác nha. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Sẽ có thể điều chỉnh được 25 cấp độ trượt này. Máy có đảo chiều và chỉnh nút tốc độ 1-2 trên lưng máy như này.
máy sử dụng motor chổi than rất chi là mạnh nha. Cái này thì sẽ phù hợp cho những anh em làm mà mình làm điện tử nhá. Đấy, anh em sử dụng để bắn vít. Đấy, nó sẽ thay một cái tô vít để cho em anh em mình làm nó sẽ không bị mỏi tay. Đó, nếu như mà anh em nào mình đang có nhu cầu muốn tìm mua một bộ máy khoan pin ngon, bổ, giá rẻ để mình có thể làm gia đình thì anh em hãy đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm mà cực kỳ là ưng ý luôn. À, bình thường ra ngoài thị trường thì một con máy khoan 12V anh em mình mua vẫn với mức giá 400-500 ngàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em xin phép là được bán tặng cho anh em mình nhá. Cái mã này hàng mới về kho lóng hổi luôn. Tuy nhiên là em sẽ quyết định là bỏ một cái mã sản phẩm này ra để sẽ là một cái món quà tri ân dành tặng cho tất cả các bác khách hàng yêu quý của nhà em. Chỉ với mức giá 280 ngàn đồng thôi. Quá là rẻ luôn. Bình thường nhá, một cái quả bi này các bác đi mua đã tầm cỡ 100, hơn 100 ngàn rồi. Ngày hôm nay 280 ngàn để nhận và nguyên một set như thế này, đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc. Giá quá là rẻ luôn. Đây là hàng thương hiệu chính hãng của Kutan các bác nha. Đấy, máy xài cực kỳ là êm luôn. Và đây sẽ là thông số kỹ thuật của máy này. Khi mà các bác có nhu cầu muốn chốt đơn cái mã sản phẩm này, các bác hãy liên hệ trực tiếp bên em một trong hai cái đầu số điện thoại trên màn hình. Chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là máy khoan pin 12V màu đen của Kutan với mức giá 280 ngàn đồng. Giá quá là rẻ luôn, các bác không hề nghe nhầm đâu nha. Khi mà các bác nghe được giá cái sản phẩm này, em nghĩ rằng sẽ rất là nhiều bác ngỡ ngàng, nghĩ rằng là mình đang nghe nhầm. Các bác không hề nghe nhầm nha. Mức giá chỉ có 280 ngàn đồng trên một bộ. Đấy, và hôm nay em sẽ có khoảng tầm độ 450 bộ. Cho nên là bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này, mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công các bác nha. Và bây giờ thì em sẽ lại lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm ở phía bên này. Sẽ là những cái thân máy mài pin của hàng Kutan luôn các bác ơi. Hàng Kutan chính hãng như này. Đợt này em về được khoảng tầm độ 20 cái thân máy mài pin này. Em sẽ bán tặng cho các bác nha. Đây, cái sản phẩm này sẽ đi theo có một thân máy này, một tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi đi theo. Cái con này thì nó thiết kế này rất là đẹp luôn. Các bác nhìn cho em, hàng chính hãng của Kutan này, logo dập lỗ như thế này. Thiết kế hàng công tắc bóp nha. Công tắc bóp và có chốt hãm như thế này nha. Rất là dễ dùng và an toàn khi sử dụng. Máy sẽ là máy một tốc, sử dụng motor từ không chổi than. Máy này thì các bác sẽ điều chỉnh được 3 cấp độ nhanh chậm này. Và sẽ là hàng chân pin thông dụng nha. Ngày hôm nay thì một cái thân máy mài pin của Kutan như thế này, em sẽ bán tặng cho các bác với mức giá chỉ có là 450 ngàn. 450 ngàn một thân máy chưa kèm theo pin và sạc. Và các bác sẽ lắp vào những cái quả pin chân pin như thế này. Bác nào chưa có pin mình nhớ mua thêm pin. Đấy, nhớ mua thêm pin và mua thêm sạc nữa là mình sẽ xài. Đây, cái máy này thì các bác cứ lắp vào pin phổ thông là mình xài thôi. Em đang lắp vào quả pin 15 cell của Kutan đây. Em sẽ thử máy cho các bác nghe nhá. Đấy, máy xài cực kỳ là êm luôn, rất là mạnh luôn các bác. Điều chỉnh là 3 cấp độ nhanh chậm nha. Bao cho tất cả anh em mình làm thợ công trình xài ok thoải mái cho em. Với mức giá chỉ có 450 ngàn đồng thôi. Mà các bác mua được hàng chính hãng của Kutan xịn sò con bò như thế này. Bác nào chốt mình nhanh tay đặt hàng sớm lên đơn gọi cho em là thân máy mài pin của Kutan với mức giá 450 ngàn các bác nha. Mỏ hàn xung cái đợt này bên em về rất chi là nhiều nhá. Cái mỏ hàn này nó sẽ có độ lành tính cao, mỏ đồng, công suất là 100W các bác ạ. Các bác mua về để hàn trì, hàn thiếc và hôm nay thì em sẽ bán tặng cho tất cả các bác với mức giá chỉ có là 170 ngàn đồng thôi. 170 ngàn đồng nhưng các bác sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nhà. Nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái mỏ hàn này em đã gửi tới tay rất rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Bác nào mà đã sử dụng thì các bác cũng đều phản hồi chất lượng cực kỳ là tốt luôn. Giá thành rẻ, chất lượng ok các bác nha. Đấy, và cái mỏ hàn này thì chưa kèm theo chì hàn với nhựa thông. Nếu bác nào có nhu cầu mua thêm chì hàn và nhựa thông là bên em cũng có. Cái đợt này em về cả chì bún cho các bác này. Đấy, chì bún như này. Mỗi một quận chì bún như này sẽ là 1kg nhá.
các bác có thể mua chỉ bún hoặc là mua chỉ tăm. Đấy, chỉ tăm thì nó sẽ chia ra là mỗi một cuộn là một lạng, nhưng mà riêng cái chỉ bún này thì nó sẽ là một cuộn, nó sẽ là 1 kg luôn. Còn nếu bác nào mà muốn mua một lạng thì em vẫn có thể là tách ra. Bác nào mà mua, các bác mà làm điện tử thì các bác có thể mua chỉ tăm là cái sợi chỉ mà nó nhỏ như cái sợi tăm ấy. Còn cái chỉ này là chỉ bún này, các bác nhìn cho em. Chỉ bún thì trong này nó có sẵn nhựa thông rồi nha các bác nha. Đấy, chỉ bún này thì cái sợi chỉ của nó sẽ to như cái sợi bún mình ăn đấy ạ. Cái này các bác chốt thì gọi cho em là chỉ bún. Mình có thể lấy nguyên một cân như thế này hoặc là có thể lấy 1-2 lạng cũng được nhá. Nếu mà bác nào lựa chọn chỉ thì mình có thể liên hệ trực tiếp bên em để mình mua thêm chỉ này. Mua thêm chỉ hàn và nhựa thông nữa là về là các bác xài thôi. Và cái đợt này thì cái giá của nó rất là hợp lý đấy. Bác nào mà chốt đơn thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay bên em ở trong kho nó còn 10 bộ máy buôn lông của Drava hàng chính hãng, loại buôn lông búa to nhá. Em có cái chương trình xe giảm giá đặc biệt cho các bác. Đây này, cái bộ sản phẩm này thì các bác nhìn xem này. Cái chất lượng của nó thì cực kỳ là ok luôn, bao cho tất cả nhà mình làm thợ công trình thoải mái luôn nhá. Sản phẩm này đây nó sẽ có nguyên hộp như này các bác ạ. Đấy, trong cái hộp này nhá thì các bác nhận về đây này, có bao gồm là một thân máy, 2 pin. À, pin của nó sẽ là hai quả pin trong 10cm thông dụng như này đi kèm cho các bác. Đây, một pin em đắp vào trong máy và một pin dự phòng như thế này. Tiếp theo sẽ có một cái sạc này, sạc của nó sẽ là sạc bàn luôn. Và đi theo đây nó còn có một cái dây đeo máy và một cái khẩu bu lông 22 như thế này. Đấy, nguyên bộ đầy đủ như này cho em nhá. À, em đã đặt lên cân đây này. Đấy, em đặt lên cân để cho các bác xem này. Các bác nhìn cho em cái cân đây nhá. Đấy, cân như này. Nào, đây nguyên một bộ như thế này. Nguyên bộ một hộp như này nó sẽ nặng lên tới là 4,3 kg. Đấy, các bác thấy không? Nó rất chi là nặng luôn. Và em sẽ thử máy cho các bác xem này. Đây, cái dòng máy này nhá thì nó sẽ thiết kế là đầu bu lông 1/2, đầu đặc này. Đó. Bình thường các bác mua ngoài thị trường những cái mẫu khác nó chỉ có điều chỉnh được 3 cấp độ thôi, nhưng mà cái mẫu này nó sẽ điều chỉnh cho các bác là 4 cấp độ luôn. Đây là cấp 1 nhá. Em lên cấp 2 này. Đấy, đây cấp 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, rất chi là mạnh luôn. Máy sẽ là máy không chổi than. Đấy, chân pin thông dụng rất là tiện lợi luôn. Với những cái mẫu máy chân pin thông dụng như thế này nhá, cái pin của nó lên ban mình có thể tận dụng, mình dùng cho thân đèn này, thân quạt này, hay là những cái thân máy khác mà xài cùng chân pin là mình vẫn cứ lắp được luôn. Đấy, máy thì sẽ là máy không chổi than. Đấy, và em sẽ thử cho các bác xem nhá. Cái dòng này nó là dòng máy bu lông loại búa to, lực xiết mạnh. Cái lực xiết của nó là lực xiết cực đại, lên tới là 1280 N. Và em sẽ thử cho bác một cái thân máy như này, nó sẽ nặng gấp đôi những cái loại thân máy nhỏ luôn. Đây, ví dụ như này, em có những cái thân máy loại lực xiết tầm hơn 300 N như này. Em cân nó lên thì nó chỉ nặng vào khoảng là, đây nó nặng là 1 kg nhá. Những cái thân loại nhỏ này nó nặng 1 kg. Bây giờ em sẽ thử cân cho các bác cái con máy búa to của Drava này. Đấy, riêng cái thân máy của nó đã nặng đến 2 kg rồi. Đấy, 2 kg nó chỉ còn thiếu khoảng tầm độ 1-2 hoa nữa là nó được 2 kg. Tức là cái trọng lượng của nó sẽ gấp đôi những cái loại thân máy nhỏ này, các bác nhìn thấy không? Đấy, đây sẽ là một con máy bu lông búa to để phục vụ cho nhà mình này, bắn những cái bu lông cỡ lớn tầm 20-30. Đó, mà ngày hôm nay anh em ơi, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này mà anh em mình mua được cái mức giá, cái giá này là giá em bán tặng tri ân cho tất cả anh em mình, với mức giá chỉ có là 1.050.000 đồng thôi. Đấy, nhận về nguyên hộp như thế này cho em nha. Giá rất chi là rẻ luôn và sẽ được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc. Ngoài ra nhá, nếu anh em nào mà mình không muốn mua thân, mua cả bộ, mình có thể mua thân máy. Đấy, thân máy rồi em cũng sẽ có, em sẽ bóc tách ra. Đấy, nếu mà anh em ở nhà có pin, có sạc rồi thì mình có thể mua thân máy rời nhá. Thân máy rời thì cái giá của nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Còn lấy nguyên bộ như thế này sẽ là 1.050.000. Anh em có thể lựa chọn này, mình mua thân máy hoặc là mua cả bộ cũng được. Đấy, lên đơn cứ gọi cho em là bu lông búa to của Drama, hàng công ty, hàng chính hãng. Nên là anh em mình xài cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Hôm nay em có số lượng rất là ít, nên là anh em nào mình chốt đơn mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm nhá. Liên hệ trực tiếp em số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc trên màn hình sẽ có số điện thoại để anh em mình có thể alo điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin để đặt hàng cho mã sản phẩm anh em nhá.